Province of Antion. Mấy cái à, anh không biết cái này phải là phim mới hay phim cũ nhỉ? Phim cũ nhỉ? Đồ họa những năm chín mấy ấy. Nhiều chưa sạc pin. Rớt hai cluster near the scone province have been destroyed. Có nghĩa là cái trung tâm của bọn rớt ở gần chỗ vùng Sion đã bị tiêu diệt này. Nhưng mà lực lượng Protoss đã phải trả một cái giá đắt cho cái chiến thắng này này. Là Predator Phoenix này. Và and the Steward of the Templar đã bị giết à? Trong cái cuộc tấn công này. The Conclave convinced that Stargem à? Let down the guard. Có nghĩa là ở cái căn cứ của bọn Protoss này nó đã kiểu là nới lỏng cái phòng vệ ấy, để tập trung vào tấn công ấy. Nên là phải trả giá đắt với cả bọn rớt này. Nên là anh Phoenix là nhân vật rất là quan trọng ấy, nhưng mà bây giờ đã chết ngay từ đoạn đầu ấy. Judicator Aldarit ấy, đã ra chỉ thị đã sẽ tìm và bắt Tassada. Cái bọn này rất là dở hơi. Đến cái tầm này rồi cũng vẫn đi truy đuổi bắt, trong khi cái bọn này bên bờ vực mẹ diệt vong ấy. Đi bắt Tassada, hãy mang nó về để xử án ấy. Vì cái tội ác là tội lỗi của hắn ấy. Vì tội lỗi phản bội. Kiểu là đi giao du với mấy anh Dark Templar, Aldaris và Executor. Là mình đấy, là mình là Executor. Đã đi ra cái chỗ Aswar này, gặp cha này. Có nghĩa là quay lại cái hành tinh cha của bọn rớt này. Để mình bắt thằng Tassada ô vãi. Bọn này bị dở hơi à? Đây này. Hunt for the Tassada này. Nhà mình còn chưa lo xong. I know that you were reluctant to leave Ire in this dark hour, and that you still grieve for the Lord of Cornbread, Phoenix. But remember that he lived and died as a Templar. He has reached the Kalaen. There is no greater glory than that. We Judicator are called to look beyond such matters, to ensure the safety and future of our people. It is not the Zerg, but the rogue Tassadar, who represent the greatest threat. Nên là cái đoạn này nó chúng ta nói về cái Kala này, thì nó sẽ nói kỹ hơn ở cái phần 2. All will be lost. We will find by him and bring him to judgment. Tìm Tassada. That this world was abandoned by the Zerg just prior to the invasion of Ire. Yet I still sense a lingering darkness here. Be prepared for anything, Executor. If there are still Zerg, đây là cái chỗ hành tinh cha mà được bỏ bòi. Then they must surely know of our arrival. Chúng ta lại tìm túm cái anh Tassada. Mình nhớ quá thôi. Ok, ở cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ kiểu là nó là chúng ta sẽ có một số cái scenario khó phết ấy. Là chúng ta phải sử dụng cái thằng Protoss High Templar này ta. Nếu mình không nhầm. Ủa, vừa nói thôi. Chúng ta sẽ phải cẩn thận một tí. Nên là chúng ta sẽ có một số đường để chúng ta đi ra cái chỗ anh Jim Raynor. Nên là mình nghĩ là nó có cái phân thân nhưng mà ngoài ra không có. Cái tạo bóng ấy, nhưng mà ngoài ra đây không có. Ôi ôi mẹ ơi. Bao cù lạc. Ôi, kinh khủng.
Trên này có gì? Mình sẽ dùng cái set này ta. Die bitch. À, chỗ đây có cái xiên mà, mình không đi được đây mà. Đây là cái gì? T à? Để chúng ta xem con nào ấy là rút. Đi trên đường này. Chính là cái bài này khó phết ấy, mình nhớ đó. À, chúng ta phải điều khiển một nhóm quân để chúng ta đến được một cái điểm A ấy. Điểm ở trên góc này ta. Chúng ta đi bắt anh Tassada. Ô, what the f. Hình như là cái chỗ này là chúng ta sẽ bắn. Ui, chỗ này nó xiên. Đây thì mình may mà nó xiên trượt rồi. Thì mình biết là nó nấp ở chỗ này. Okay. Có vẻ như là chết được một ít này. Ui, bây giờ nó canh ở cái chỗ này thì sao mà chơi được nó nhỉ? Ui, mẹ đùa nhỉ? Này xiên đau thế. Cái đoạn này khó vết đấy, đùa rồi. Nên là mấy cái bài này là tương đối là tricky, nhưng mà nó không có cho mình cái phân thân nhỉ. Chúng ta phải tấn công con này vậy. Ui, ui. Nó không hồi lại được cái shield này. Đấy, rất là dở. Chạy 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 chạy. Vẫn chết, chạy vẫn chết. À, chưa chết mày. Mẹ mà cho một đống tí quân đi bắt một thằng. Thằng hiểu làm gì. Ui. Đúng là cái đoạn này nó phải có cho mình cái phân thân ấy. À, đâu cái tạo bóng ấy, nhưng mà cho nên nó cũng có. Kinh quá. Đoán tao, chó. Con chúa. Xin ạ. Lên trên này. Người quay xuống đây nữa. Xuống đây. Tạm thời là chúng ta sẽ cho mấy anh Ragun anh tanh một tí. Đã bọn em vẫn còn đầy mà. Như cái đường này đúng đấy. Nó sẽ dẫn ra một cái đường chính là căn cứ chính ấy. Không phải. Cái thằng này về cơ bản là cũng chả để làm cái mẹ đấy. Thế là trong cái competitive là nó hay dùng cái set ấy. Nó gọi là cái bọn này là High Templar này. Giống kiểu như là mấy anh được ăn học đàng hoàng ấy. Thay vì là mấy anh dây lốt thì chỉ có tập trung vào chơi kiếm thôi mẹ. Kiểu như là chơi tổng thô bỉ ấy. Còn cái bọn này thì là kiểu mấy anh học sĩ High Templar thôi. Nên là mấy anh học sĩ là không đánh được cái gì, mẹ chỉ đi bay đánh trưởng rất là hay. Mày thì nó yếu. Okay. Đấu với Dragon của anh rồi còn mẹo luôn. Thoát ra chỗ này. Ôi. Ui giỏi ơi. Mày phải tao. Cho cái bọn dây lót đi trước đi. Này đi. Ui, vãi. Này ta tanh. Đi chết. Ha ha, còn con này nữa. Xiết ạ.
Đây, 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 trên này. Mình nếu mình đoán không nhầm là nó ở trên này. Đấy. You are under arrest, bitch. How dare you? Executor. Tôi đã đến để bắt anh. Mang về để xử án. Bọn này đang bị kẹt ở đây, tưởng có người cứu. Can you travel all the way to the dread me? Hay là bị Thả sạch đã. The name's Jim Raynor, pal, and I won't be talked down to by anybody. Not even Protoss. Not even a Protoss. Amusing. Tassadar, your taste in companions grows ever more inexplicable. Executor. Cái khẩu vị của bạn mày là càng ngày càng tao. Wait. I do not know what they have told you about me. But I have done. What I have done. Thì tôi đã làm. Tôi làm vì Aya. Help me find. Hãy giúp tôi tìm Zeratu và đệ của thằng đấy. Rồi chúng ta sẽ tiêu diệt thằng Overmind Celebrate. Nên là đây là cái anh kiểu như là người anh hùng. Unthinkable. Executor, there is much that I can explain to you. If only you'll help me find Zeratul. Nên là chúng ta sẽ mang Tassada và Reynold đến chỗ Beacon. Mình không biết là có phải là vấn đề không. Nên là mình cứ thử chạy thẳng con mẹ qua đấy nhé. Một Nam Cô. Nhưng thường lệ cái thằng Tassada này nó không có tác dụng gì mấy. Okay, nó đánh mình à? Nên là mình cứ xây mượn một tí nhỉ. Cũng chả chết ai. Là xây một ít quân ấy. Cho mình đôi một cục thì không xây thì hơi phí nhỉ. Nên là về cơ bản là thanh niên này và thanh niên này thì sẽ rồi chết đấy. Có thể mình có thể chạy thử vèo vang qua nhỉ. Có thể là nó cũng chẳng có gì khó ấy. Giờ sẽ trơn gian được bằng cách skip của đoạn này. Mình sẽ quay lại cái đường cũ của mình xem có bị thằng nào chặn này. Ui, bỏ mẹ. Không rồi. Not good, not good. Ôi, nó chặn đường rồi. Okay. Nó có queen nữa đây. Không phải nhớ vậy. Không phải chết oan ở chỗ này thì ngu lắm. Queen nó mà bắn một phát có khi toi con mẹ luôn. Nên là để an toàn chúng ta phải vẫn ngồi chúng ta phát triển một tí vậy. Dính này chậm ấy. Ra đây dò đường. À nào cho cái xe đi dò đường nhanh. Cho anh đi dò đường. BP. Ta sẽ cầm một cái warp gate ấy. Nó đuổi đấy. Bắt. Caught me, bitch. Vừa mới chạy nhanh nào. Rồi. Rồi. Không mất tí máu luôn. Chó. What a dog. Thì chúng ta sẽ xây chắc là mình sẽ xây một số cái dây lót ấy. Rồi mình thổi qua cái chỗ này là nhanh. Không không nghĩ là mình phải loanh quanh ở đây lâu đấy. Nên là mặc dù là cái quê hương Aya của bọn này nó bị tấn công ấy, đấm cho chả còn một cái vẹo gì, nhưng mà thằng này nó vẫn cất công đi, nó bắt thằng này rất là hay. Nên là như cái thằng này nó nói ấy, thằng bảo tôi không hiểu anh nghĩ gì mà anh lại đi bắt tôi à. Thằng này là thằng đâu. Bây giờ chúng ta có hai thằng Templar à. Ok, mình sẽ cho nó ghép lại thành con Archon này nhỉ. Nên là như nếu các bạn đã không biết thì hai con Templar nó sẽ hy sinh bản thân để nó hợp lại thành một cái thực thể cao hơn ấy. Là một cái con gọi là Archon ấy. Nó có cái shield rất là mạnh này, 350 shield. Nhưng mà cái máu của nó chỉ có 10 thôi. Mà nên là nếu mà nó bị vỡ cái shield là nó gần như nó chết luôn.
À, đây là một cái con rất là mạnh này. Lực đánh là 30 này. Nhưng mà nó sẽ rất là tốn khi mà chúng ta xây ấy. Hay là mình xây mẹ thuyền chở, mình chở mẹ đi nhỉ. Đây cái cybernetic core này. À, xây mấy anh Zealot để xiên mở đường. I am needed. Mình không biết là bây giờ mình có đủ quân để mình đi chưa. Thassada này là nó sẽ có cái chiêu Hallucination này. Với các bạn là tạo cái bóng ấy. Để chúng ta có thể bịp được con nó này, này. Mình sẽ tạo cái bóng con này thôi. Bóng anh Reyno này. Dò đường thế này. Đi ra đây xem nào. Mày có giỏi mà đi không? BG. The war hệ buổi. Bóng này mẹ anh. Ui ôi, mẹ mày lại đám hết nữa. Thôi thằng này chết rồi. Bị body block này. À không chết à? Kinh phép nhỉ, lượn ai. Úi giời, mẹ còn đống này đấy. Thôi thôi được rồi. Thế thì đúng đúng là chúng ta phải cẩn thận. Không thể nào mà manh động. Lại ra là bắn mình lại khó nạn. Mình sẽ xây thêm một cái warp gate đấy nhỉ. Là mình có hai cái warp gate. À, mình nghĩ là chúng ta chỉ cần phải xây Ragoon này. You require more vesting gas. Xây một cái này điện được. Thế chúng ta sẽ bỏ căn cứ, chúng ta bay ra bên kia. Saktaradak. Nhưng bây giờ là có thể xây được cái con Citadel và Adun này. I have returned. Mình hãy chia lại đạo là chúng ta sẽ cần một đạo xiên này. Đạo số 2 là đạo bắn này. Mình có thể đứng ở trên này, chúng ta đánh này. Và nhân vật chính là chúng ta sẽ đạo 3 này. Là chúng ta sẽ sẵn sàng mấy con Ragoon. Cái tiền ra đây. Oh may I help. Bây giờ thiếu pylon này. Nên là cái số tiền này chúng ta mình nghĩ là tương đối đủ ấy. Đủ cái mineral để chúng ta làm xong cái nhiệm vụ ấy. Chúng lại không nhiều là chúng ta tầm chầm chắc 6-7 nghìn gì đấy. Nhưng mà mình nghĩ là cũng tương đối đủ. My life for iron. Mình ấy, bây giờ mình có thể mình cho cái thằng này nó nhân đôi con này này. Để nó tanh ấy. Chúng ta sẽ cho Ragoon mình bắn ấy. Cho đi dần đi. Chỗ nhà chúng ta là có phòng thủ nên cũng không lo đâu. Thật ra mình có thể mình xây thêm một cái này. Nâng cấp cái My life for Aya. This is Jimmy. Your will transmit. Raider here. Yes, executor. Torakala. Này có hai thằng này, nó sẽ tanh đam. Bọn này tất nhiên là nó không đánh được nhưng mà cái đam nó tanh rất là kinh khủng rồi. Thế là nó bắn cái con queen của mình. Là đâu? Cái là cái con queen nó bắn cái cục thì mọi người bọn này. Nó giết bọn này. Ui nó nhổ rồi. Thế nên là hàng thật này. Đánh đao đây.
Mấy con dragon mình chết hết à? Ui, nó tấn công. Mẹ cái trụ bắn này yếu thật đấy. Mẹ độ bắn yếu. Gia truyền. Bay con mẹ là hai cái. Nhưng mà chúng ta vẫn đủ để chúng ta ấy. Ghét nhỉ, bây giờ nó không có cái này. Bây giờ nó không có cái gì nó giải mấy cái chậm chậm này, ghét. Ghét nguyên văn luôn ấy. Con này bị thương, đói ở người. May là bọn dragon mình tương đối là khỏe. Dòng này khỏe phết nhỉ. Lại bị ném ghét thế. Nên nó làm phiền mình. Nên phá vòng vây xuyên qua cái chỗ này. Nhưng mình không nhầm. Dragon đánh nhiều lắm. Chỉ cần xuyên qua một cái chỗ này là đến luôn. À, you need it. Bắn đây ra. Nó cái này có khi đơn giản nhỉ? Nó chạy đi. Còn mấy con rồng đều. Nên là chúng ta sẽ xong cái nhiệm vụ này. Nhà mình nó như này cơ mà. Ui. Nó khỏe quá nhỉ? Chưa nào. Chưa xong, chưa xong. Tanh kinh quá. Get out, bitch. Cho nó xịt tên. Ui ui, một đống đấy. Chết chưa? Rồi, bitch. Die, bitch. Chạy ra đây đi. Xong. Mission complete. Mà này cũng nhanh chả gì ấy lắm nhỉ. Mười mấy phút à? Ô, 9 phút rồi. Oh yeah. Chu sinh sai này. Proto Command Ship Gratian. By following Tassadar and attempting to rescue the Dark Templar, you have openly defied the will of the Conclave. Abandon this. Thằng này bây giờ nó lại gắn mác mình là phản vội, lại giống kiểu bên đạo Human. Don't let him control you, Executor. The Judicator have long since steered the actions of the Templar to their own ends. It's time we act with our own accord. Ah, Tassadar, have you fallen so far? Hai thằng này sẽ chửi nhau một tí. Tassadar, you are everything that we are not. You are lost to us. You are lost to us. Not only have you damned yourself, but you have damned those who have followed you. Such is the price for our race's salvation, Judicator. Judicator. I have been here with the Dark Templar these last few months. While I helped them in their fight against the Zerg, I learned many of their secrets from the prelate, Zeratul. Apparently, the energies which empower the Dark Templar also course through the Overmind and its cerebrates. The same cerebrates which you told us to destroy. Your advice was usually for the creature with reincarnation. Cái lời khuyên của mày giết thằng Cerebrate này là vô dụng. Nó lại sống lại. The energies that you wield are useless when used directly against the Overmind and its cerebrates. Only the Dark Templar's power can truly harm the Zerg. That is why we must rescue Zeratul and return him to Ire. You were warned, Executor. The Conclave will be pleased. Will not be pleased. Nên là về cơ bản bây giờ chúng ta phải giải cứu cái anh Zeratul để từ đấy anh có thể tiêu diệt được mấy cái bọn rớt ấy. Hoặc là đầu não của mấy con rớt ấy. Là mấy cái con Celebrate ấy.
Mình phải di chuyển thằng này ra cái chỗ ấy á. Gì nhỉ? Từ từ, hình như cái đoạn này là chúng ta phải di chuyển ra. Một lần nữa chúng ta phát triển. Đây là cái tàu di chuyển của bọn này. Cái sắt tàu. Nhìn trông rất là bé nhưng mà trông kiểu rất là hiện đại. Dưới này có hàng. Mang Tazada và hai Zealot đến cái chỗ Isolation Entrance. Hình như cái đoạn này chúng ta phải đánh nhau bọn Tira này. Tira là hình như là bây giờ nó lại bắt cái bọn bọn Zelathu này. Thế là cái bài này chúng ta đánh nhau tương đối to đấy, không phải mà không phải là gì đấy. I need it. Có cái mỏ luôn. Mình xây nhiều nông dân. I need money, bitch. Thì cho lại. Yo. Nên là cái đoạn này hình như chúng ta sẽ ở trên một cái đảo ấy. Không biết cái bài này nó cho mình xây ruồi chứ nhỉ. Kiểu là carrier ấy. Sẽ có cybernetic core này. Một số cái cơ bản. The warp này. The forge. Nên là hiện tại là chúng ta hoàn toàn ở trên đảo luôn. Trên một cái... đây là hình như ở chỗ cái hành tinh Cha. Trên này là có cái vàng, gas này. Xây cái Nexus. Cái Nexus ở cái phần mẹ Takro 2 ảo vãi tè bắn được mới kinh. Kiểu là mẹ... kiểu là phòng vệ theo kiểu Protoss ấy. Rất là máu ấy. Bắn con ác, bắn hình như là có cái nâng cấp bắn con ác cả cái nhà chính của Terra nữa. Nên là mình thực sự rất là muốn chơi lại cái campaign của bản 2 ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chơi qua cái này xong rồi này. Việc nào ra việc đấy à. Thì Dragoon. Mình nghĩ là cái bài này nó tương đối dài đấy, không phải là ngắn á. Cái này mình phải đi dò đường ý. Cảm thấy con này đi dò đường nó không được an toàn được nào. Xây pylon đi. Cái pylon này. Đâu ấy nhỉ? Ôi chết mẹ rồi sao ấy nhỉ? Rồi chết rồi, tao chết thật đấy ra ấy. Không thấy xác đâu cả. À này này này, này nó, bài nó sẽ bắt mình phải sử dụng cái... mấy cái quân cao cấp hơn ấy. Cái ga đi, cần ga này. Không có một tí quân nữa. Chuẩn bị năng lượng này, chúng ta đi đào khoáng đấy. Mình phải xây thêm một cái này nữa đây này. Đấy rất là tốn. Nhìn mấy cái con này như kiểu mấy con bọ nhỉ. Nhưng mà trên đây không phải bọ. Chả biết gì mình phải làm thế nhỉ. Mình có thể lấy tiền mình xây thêm mấy con nữa đấy. Để đi lấy cái mỏ này này. Nó tấn công rồi này.
Gần đây là anh ta. Ok, ăn nấp vào đây. Khốn. Ăn cái gì mà khôn thế? Ăn cái gì mà khôn thế? My life for hire. Nếu bài này nó cho mình xây ruồi thì rất là ngon này. Chúng ta sẽ rất là nhàn này, phang chết luôn. Lấy đi, lấy tiền đi. Nhưng bọn em đi lấy đây này. Mình sẽ cho 5 con. Chẳng cần phải xây thêm một cái nexus để mình tốn tiền. Để xây thêm này. Ta cần nhiều nông dân hơn. Đấy, đây này, sẽ tiền trả đều à. Và chúng ta sẽ xây thêm một cái fort. Ui, nó đánh đây, cái cổ mẹ nó. Ui rồi nó cắn đấy. No, đừng cắn ta con chó. I'm coming, bitch. Transmit reading instruction. Nhưng mà mình không rõ là có vẻ là nói thế không nhỉ? Thế thì cũng rất là hay. Vậy chúng ta sẽ cần cái the fort này nữa đây. Xây thêm cái cybernetic core mình xây rồi ra nhỉ? Mình sẽ cần cái citadel of the Adun này nữa. Mình nghĩ là mình tương đối đủ nông dân ạ. Chúng ta cũng xây này. Đây là xây đảo áp này. Rồi sắp hết đến nơi rồi này. Mình bị kẹt đấy ra nhỉ. The Robotic Factory. Chúng ta cần cái này à? Ủa? Mình chưa xây cái này à? Để xây đi. Bây giờ ga lại nhiều quá. Nâng cấp đi bạn. Nâng cấp shield này. The Templar Archive. Cái này nó sẽ xây mấy cái thằng hai Templar. Faster Zealot Movement. Bây giờ là không ra được cái nào này. Ồ. Xây con lớp mẹ đường rồi. Từ từ. Nghe thấy mình phá mấy cục đi. Chám ở một chỗ nào đấy. Này đúng hết đường thật. Hay là xây lại cho có hệ thống một tí. Cái chỗ này nó vẫn không đi được. À, đã đi được rồi. Nó không đi được. Mình nghĩ là có thể xây thêm một cái fort nữa. Để chúng ta nâng cấp được nhiều hơn. Nên là xây sát tổ đây. Và chúng ta phải lấy cái robotic warp. Và mình sẽ xây cái Reaper. Nên là cái con Reaper này mình nghĩ là chúng ta sẽ xây tầm 5-6 con ấy. Là nó sẽ là cái lực bắn ở dưới đất của nó sẽ rất là mạnh luôn ấy. Nó sẽ đi một đàn. Và có cái yểm trợ của bên Dragoon này là bắn rất là kinh khủng. Nên chúng ta sẽ có thể ủi nhà được nó ấy. Kết hợp với cả cái bọn Dragoon này. Chúng ta sẽ cần 200 và 100 cái kia. Mình nghĩ là mình có thể xây thêm một cái nhà Robotic Facility nữa này. Xây mẹ ngoài này đi.
Cái chỗ này là nó không có gì để bảo vệ nhỉ, hơi nguy hiểm. Xây thêm một số kẻ đi. Transmit. Bởi vì là cái điểm yếu của cái sâu là nó yếu ở trên không ấy, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta là sử dụng Dragoon để chúng ta chám vào cái điểm yếu. Ui, cái scoot này đắt kinh khủng luôn. Bây giờ cái chính của mình bây giờ là mình thiếu cái kim loại này. Cái nó sẽ nâng cấp cái Scarab Damage là cái bọn này này. À đó. Đâu nhỉ? À đúng rồi. Nâng cấp Reaper này. Ui. Còn nâng cấp hết cho ta này. Nâng cấp Damage của cái bắn mấy con sâu này. Nên là ở trong cái đấu trên kia là nó hay thả cái này xuống nhỉ. Bắn nó chạy thật thả, bắn nó chạy. Nâng cấp shield lên đi. Xây thêm một con này. Không đủ resort à. Scoot à. Okola. Này bay chậm quá, nghe chưa nâng cấp này. Ui dồi chết luôn, mẹ bay. May mắn đi. Chết mẹ. Ghét thật đấy. Tiền đã ít rồi lại còn bị thế phang. Nên là nó bài này nó không giống như bài khác vậy. Ủa sâu một đống này. Nằm này. Phơi xác này. Con này mình nghĩ là sẽ đạo số 3 đi. Để đạo chiến của mình. Thằng này vẫn đứng đây đi kiếm tiền đấy. Bao nhiêu việc. Hình như mình cần nâng cấp cái khác để bộ này nó chứa được nhiều cái con nhộng này hơn đấy. Nên là đúng là cái trò này hồi xưa mấy cái thiết kế cái này nó nhìn rất là hay nhá. Đến tận bây giờ đúng là chơi lại vẫn cảm thấy nó quá hay ấy. Để mà chơi ấy. Nên không thể tưởng tượng có cái trò nó hay thế chứ. Scoot này. Tiền bọn này mẹ cứ xây một con không đủ tiền luôn. Nên là cả cái bay này nó cũng chậm này. Giờ là cái bọn này nó không đi mở đường được ấy. Nghe thì nhà mình xây thêm một con nữa nhỉ. Ở đây có mấy, đây có một con rồi này. Chắc mình phải đợi thêm một ít để mình đi dò đường nhỉ. Cho mấy con này đi dò đường mình cảm thấy là có thể bị nó hơi bị mỏng manh này. Còn thạc. Nên nó chưa nâng cấp cái quân bay này, nó yếu ghê. Nên là mình phải đi tìm đường sang cái chỗ này nó hở để mình nhả quân rồi. Chỗ này có vẻ ổn này. Hero. Ah, run bitch. Gì mình chỗ nào để nó nhả này. Cocora. Mình nghĩ là mình đợi đến nâng cấp này. The Fatal Subtle Movement. Nhưng đây nó cũng có một cái mỏ này. Mỏ này cũng có Tera này. Nhìn cái bọn phi công của Scoot này nhìn cũng phụ khác. Bị bắn cái này đau quá. Ở chỗ này nó. Oh my god, no, bitch. Don't hit me, bitch.
Your warriors have engaged the enemy. Locus acknowledged receiving. Awaiting command. Mình nghĩ là mình phải xây một cái BB đây. Ta sẽ sớm lấy hết cái mỏ. Your warriors have engaged the enemy. Nguy hiểm quá nhỉ. Mình thấy nhả thêm mấy con sâu đi tụi nào. Chết mẹ luôn vãi. Protoss Commander, this is General Edmund Duke of the Terran Dominion Armada. You're violation of airspace and entering the human life. Okay, I don't recharge your ship. I order you to withdraw your ships immediately. If you fail to comply, I will not hesitate. Lần này đe dọa sẽ tiêu diệt mình, kinh quá nhỉ. General Duke. Em Tassadar. Tassadar. Và chú biết, à rõ, anh, chú biết anh rất là rõ. Whatever leniency I extended to you and your comrades before may have been an error. If you persist in halting our course, we burn your pathetic fleet. Kinh quá nhỉ. Anh sẽ đốt hết mấy cái quân của chủ. Có vẻ như trận này đánh nhau to rồi. Bỏ mẹ rồi. Bây giờ mình không có cái nào. Đi ra đây đi. Nó đốt hết con này của mình. Bắn con đấy của mình, con chó đấy. Vậy con mẹ nó bắt được. Ok, mình sẽ load lại cái đoạn này. Mình đúng ra mình phải xây thêm cái đoạn xây thêm mấy con này thật, đúng không? Trong trường hợp chúng ta bị nó bắn đấy. Tiếp tục command. Scoot của mình đâu nhỉ? Có khi mình phải xây thêm một đạo scoot ấy.